Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chế độ của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của 19 nhá. Quay không có khế ước quỷ dữ thì mình sẽ quay trở lại với quỹ phòng hộ. Đây là một trong những cái lõi hashtag bậc kim cương mà mình cực kỳ yêu thích. Để có thể có được lõi hashtag này thì anh em phải lựa chọn cho mình một cái cơ chế huyền thoại, đó chính là huyền thoại của Tam Ken nhá. Với huyền thoại Tam Ken này mình sẽ chèn được ngay ở đây thôi. Nhìn qua thì cũng không có ai chơi khế ước cả. Đây, huyền thoại Tam Ken, AFK, nhà tài phiệt và quỹ phòng hộ. Ba cái lõi này thì nó sẽ liên quan đến vòng 2.1 của anh em. Cho nên là trước khi mà bắt đầu trận đấu, anh em phải lựa chọn cho mình một cái huyền thoại làm sao cho nó hợp lý nhá. Ai đây nào? Khuyến mãi kinh nghiệm đến từ vị trí của mình vô địch. Nhà này thì Surima, nhìn đồ này thì chơi Surima Azir thì quá chuẩn rồi. Làm nhẹ một cái cuồng đao, cái gậy kia thì làm luôn găng ở thành. Chút nữa thì Azir thì mình nghĩ sẽ rất là sợ với mấy ông chơi Surima. Cái đầu thì mình đang có farm bài hai map, hai phù thủy tối thượng. Với những con phù thủy tối thượng này thì nó sẽ tăng sức mạnh phép thuật, mà mình lại chơi hai con Sway như này, nó kìa thì càn quét ác thật. Sao lại được đây? Mình vô địch à? Đánh sao mà lại cường vô địch được? Ui, vi với cả là JC luôn. Trời ơi, gì đây nữa? Như này là mà không chơi hơi phí luôn á. Không chơi hơi phí luôn á anh em ạ. À, không nuôi TX đời không nể. Ui, gặp cái nhà quần đảo bóng đêm này mạnh dữ vậy. Nghi là gặp cái ông quần đảo bóng đêm cầm Kalista giao địa lắm nha. Chưa gì mà lắp tận dụng đồ khét thế. Ồ, chưa gặp. Và chúng ta đang phải đối đầu với nhà cột điện. Nhà này thì chắc chắn là mình thắng được rồi. Độ hình chỉ mới level 3 mà thôi. Anh này khả năng sẽ có một form bài dũng sĩ. Mà Kassadin nhá. Kassadin nó đã là vệ quân rồi. Ở đâu, can trường. Bây giờ lại cho nó thêm cả cả dũng sĩ nữa, trời ơi. Trâu hết hết nói nổi luôn. Ok. Mà nghe chừng là có một cái lõi vàng gì á. Cái lõi vàng mà có thể nâng cấp được cái quyền năng khổng lồ lên thành 35 số chứ không phải là 25 nữa. Hôm sau thì mình cũng sẽ săn cho anh em. Darius và Katarina này. Form bài nó xuất luôn. Cũng khá là hợp lý. Cho nên là mình sẽ để dành ở đây. Để có gì chút nữa nếu như mà phù hợp sau khi mà bán TXT thì chúng ta sẽ thay đổi đồ luôn. Chứ bây giờ là bán cả Swain đi thì máy ra mới đủ được vàng à? Khoai quá, không không được không được. Không giòn được các bạn ạ. Ai đây? Đó chính là Công Anh. Ui. Nhà này thì thua chắc là 3 quân. Cái đội hình nhà mình chắc tập trung vào đấm vào con Viego là được rồi. Còn Maokai với cái Kalet 2 thì thôi. Cháu xin thua. Quần nào bóng đêm. Thanh niên này có cái ấn đâu rồi nhở? Lại còn như thế này nữa à? Không không lắp quần đảo bóng đêm cho Kalet đi. Hình như đang giữ cái ấn ở trên người của Samira. Thanh niên này chắc là tính chơi thách đấu à? Thách đấu Kalista. Cũng ghê, cũng ghê. Ừ, 94 máu. Mình chắc là ra thứ ba thôi. Nghe con Darius nhìn đồ đẹp chưa? Darius này vào đây về lắp cho nó một cái vô cực, một cái huyết kiếm nhờ. Trời ơi, đúng cái bài của tôi luôn rồi. Hay nha, Nomo ơi. Xích Nomo nha. Máy thì này đọc vị mình ghê vậy. Thôi không sao anh em ơi, chúng ta lấy một cái giáp này về làm một cái thú tượng cũng khá ổn. Đây, mẹ cái lão thật chứ. Cho Swim nha. Đây, đấm luôn đi, đấm luôn đi. Chỉ cái va nhẹ đi. Trận này thì vào cái vùng đất của Học viện Piltover thì sẽ có ba loại kim cương. Chắc hẳn sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Cho nên là anh em cứ lấy bắp nước ra đây.
chúng ta sẽ cùng nhau làm một trận siêu phẩm đi. Wow wow wow, Hard and Fast. Thế như này thì lại chơi một cái đội hình. Wow, lối đi riêng này hơi lạ, tôi chưa thấy cái lối đi riêng nào mà có kích hoạt toàn tộc hệ như thế này. Nào thì hiệu triệu nhân, nào thì quân sư sở quên với cả tím mô. Ôi ôi, hạt co thế này là chết rồi. Dây si cầu sống cầu gia tốc nào, nhưng mà chẳng thanh niên này thậm chí còn không kích hoạt lối đi riêng vẫn ăn được mình. Ăn được không? Ui, ăn được thật ạ. Nhưng mà thua một quân như thế này ở vòng 2 thì cũng không tốn bao nhiêu máu cả. Swim 2 luôn. Chúng ta xuất hiện thêm Echo à. Bắt đi. Mình chưa lên cấp 5 luôn đây này. Nghe bỏ cái bọn này thì không chơi thì hơi phí rồi nha. Mình thì hay có một cái lối chơi là chọn bài ở vòng 3. Để xem là anh em chọn phong bài như thế nào rồi, để mình có thể cân nhắc và đưa ra một cái quyết định đúng đắn để có thể bể tướng của chúng ta ấy, nó sẽ bị đỡ người cạnh tranh hơn đấy. Nhà này thì cũng có quỹ phòng hộ, và quỹ phòng hộ này chỉ có 20 tiền là như nào đây. Katarina liên tục là những pha nhảy múa. Swim sau khi mà được củng cố thêm thú tượng thay giáp thì quá trâu rồi. Ok, tí hết chúng ta bây giờ chắc là cũng hơi béo ở cái bậc dạng là tiêu học. Rồi, tự dưng thằng cái round này là hơi tiếc về cái mốc của tí hết nha. Nhưng không thành vấn đề, cứ chơi đi. Wow, Kalista, Zinix. Thực chất thì bảy số của con T-Hex thì cũng không quá gì ngon nghẻ đâu. Kata vào đây đi, chúng ta sẽ có hai Zukon này. Nhưng mà được cái đồng nào thì hai cái đồng đấy anh em mình phải tận dụng tối ưu nhất. Mẹ, đợt trước tôi có một cái trận mà chơi T-Hex lên tận 100 số cơ, nhưng mà lại không được nổ hũ mà nhọ. Trời ơi, nó cay. Nhiều anh em chắc là cũng giống mình. Cho nên là cái lối chơi mà nửa thắng nửa thua thì cũng sẽ là hợp lý, để chúng ta có thể vừa tối ưu được sức mạnh của T-Hex, vừa tối ưu được lượng trang bị. Khi mà chúng ta bán T-Hex đi. Cái gì đây? Trời lớn. Tưởng chó ở nhà thế nào, chó ở nhà đánh không lại đá. Vãi cả nồi. Thua bãi đá. Trời ơi cái ông này. Ông này chơi kiểu gì mà thua bãi đá này, tôi cũng hơi bị khó xử nhá. Quần đảo bóng đêm và du câu nào. Hay cha cha. Khé đấy. Mình bây giờ là khó bị thua ngại bãi đá lắm. Chơi game là thua bãi đá là không được rồi. Rồi, mình vô địch. Hình như là cũng tính chơi bài Surima luôn à. Có Aksan, có Tailia, có cho mình thêm được Renekton. Quá ghê gớm rồi. Lợi thế về số đông. Con T-Hex của chúng ta bây giờ thì cũng ngang tầm khoảng một vị tướng 3 tiền một sao đi. Không, chắc không mạnh bằng đấy đâu. 2 tiền đi. 2 tiền một sao. Lấy thịt đè người luôn. Sợ gì. Champagne nè. Ai quá. Champagne ơi. Champagne nghe như Spanh ấy nhở. Cao đối hoàn cảnh vừa bị ác quả và sức mạnh áp đảo. Chứ mình sẽ lấy ngân sách cân bằng luôn. 86 vàng. Cũng chưa lên được cột mốc 100 các bạn ạ. Nếu mà bán hai con này đi thì nó cũng sẽ thành 89 vàng mà thôi. Cho nên là cũng không có quá gì gọi là đột biến cả. Trừ khi round này win thì mình sẽ cân nhắc. Với Katarina, một trong những cái vị tướng mà cũng được nhiều cao thủ đánh giá rất cao ở meta hiện tại. Dựa theo là bài Zukon và Demacia. À không, nhầm non sớt mới đúng. Chứ Katarina này mà Demacia là chết dở luôn.
Ai đây? Ồ, nhà cột điện này đi đâu rồi? Cột điện ơi là cột điện ơi, cột điện phải bơm điện cho anh em mình chứ. Dũng sĩ là có đủ rồi đây. Darius, Seth, chưa kể là thanh niên có Cassadin này. Cột điện ơi tỉnh dậy đi, trận này là ba lọ kim cương là cũng hiếm có khó tìm lắm đấy. Không chơi là hơi phí ở nhà. Swim này, swim này. Ui rồi, anh em thấy mấy con dũng sĩ trâu chưa? Đồ đạc cái chưa kịp nhặt nên là như nào đi. 98 vàng. Ok. Ngân sách cân bằng đã cho chúng ta lên được cột mốc hơn 100. Rek'Sai này thì cũng có những quân hư không à. Đã có một nhà chơi hư không là nhà này rồi. Surima Azir. Đồ quá đẹp, đúng như dự đoán của mình ạ. Nhà này thì cho nó sớt không? Zukon và quần đảo bóng đêm này, công anh này cũng độ hình chuẩn đấy. Ai đây nào? Đây, đội hình hư không đến từ vị trí của Signormal. Signormal làm luôn quả nó xét à? Tôi không nghĩ là nhà này thua được người đá đâu, ảo thật. Mà cái lõi khảm bảo thạch này nó lại chuyển sang thành lõi kim cương nhỉ, cũng ghê gớm, cũng khá ghê gớm, thắng mình luôn à, ghê quá vậy, ghê vậy anh em ơi, đau tôi nha. Chợ nào? Vì đi chợ lần này thì có Yasuo, Lux, máy Yasuo rồi. Hay là lấy con Kata vật này về lên 2 sao luôn cho nó cánh tim nhỉ? Được luôn ý. Sợ gì anh em? Kata 2. Bàn tay công lý à? Cũng hợp lý đấy. Ừ. Kata này thì tôi thấy nhiều người chơi kiểu bàn tay này, nó xét này, bây giờ găng bảo thạch. Thôi cứ lên tạm đẹp đã. Đấy. Lên nhẹ cái cấp cai sau khi mà đổ đầy đủ được cái cột mốc hơn 100 tiền thì cái lượng lợi tức sau mỗi vòng đấu thì anh em mình sẽ tối ưu về mặt sức mạnh lại. Đấy. Có gì mình sẽ kẹp thêm ba con hư không à? Ai đây? Wow, lại gặp nhà công anh. Quần đảo bóng đêm kết hợp với Zuko à. Katarina, Echo và Zed Virgo nữa. Đã đủ được 4 Zukon rồi. Nhưng con Zukon này thì có những cái nhát đánh chảy máu, rất khó chịu. Kiểu nó chọc nhẹ một cái thôi ấy, là kích hoạt được hiệu ứng chảy máu à. Katarina của mình cũng hơi khó để có thể cân hết được. Hay đấy công anh ơi, tải xuống tri thức luôn này. Cấp 7 40 tiền này. Giàu ác nhờ. Velcot à? Phân hạch Plasma 132 tiền, 40 tiền để lên cấp 7 à? Thôi tôi không, không tham đâu, không tạm tiền lên cấp 7 đâu. Biết đâu là cái vòng tiếp theo ấy là anh em mình kiểu có khuyến mãi kinh nghiệm phát nhờ, lên luôn level 10 luôn không? Với một lượng tiền 120 như thế này thì theo anh em là mình có đủ tiền lên level 10 không? Đấy, theo anh em đấy, đủ không? Ai cha, nhà này chơi nó sớt rồi. Swim. Wow. Swim khi mà có được cái thú tượng thạch giáp thì tôi thấy khá là tự tin với hắn. Rất trâu. Katarina thì đã lao vào vị trí hiểm hóc để có thể quẩy rồi. Nhưng mà vẫn còn ca lẹt. Ca lẹt nó sớt này anh em này. Ghê thế. Thôi thua nhẹ cũng được nè. Ui 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 trời ơi. Đúng là thua nhẹ luôn ạ. 136 JC. Ui, cảm giác khi mà có quỹ phòng hộ, ngân sách cân bằng và không biết là lõi gì tiếp theo. Chẳng hạn như là vé trúng thưởng, khuyến mãi kinh nghiệm. Trời ơi. Thế này thì anh em mình giàu to rồi các bạn ạ. À.
giàu to luôn rồi. Tại vì chắc chắn cái lõi tiếp theo là lõi kim cương. Mấy anh học viện Piltover này, anh em mà không không chọn thì hơi phí luôn ấy. Lại vàng, nhiều vàng dữ. Đây mình sẽ lắp luôn một cái dây cột lồi cho Katarina. Tiếp theo đấy thì giáp màu cho Sogwem. Hợp lý chưa? 3 trận thua liên tục và chúng ta có 9 số màu xanh của TX. Những con số màu xanh này thì nếu mà chúng ta win thì sẽ chuyển sang thành số màu vàng. Và những con số màu vàng thì nó sẽ tương ứng với lượng sức mạnh và lượng máu của TX. Hơi sợ cái nhà kia nha. Nhà Azir nhá, chọc tòe đít luôn này. Ui gặp thật ạ. Cái gì sợ thì mình lại cứ hay gọi là gặp đến. À, lựa chọn trang bị thứ ba là giao điện à. Đồ này như đồ của Kai'Sa mùa 8.5 luôn ạ. Đồ chuẩn đấy anh em ạ. Nhưng mà dàn tanh có vẻ rất giấy. Quá giấy. Quá giấy rồi. Thế này thì làm sao mà là thành nhà vô địch được hả Vinh ơi? Nhà vô địch ta phải có dàn tanh cứng. Chúng ta có tiền 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 vé trúng thưởng khuyến mãi kinh nghiệm của tôi đâu? Không có rồi anh em ạ. À, tôi sẽ chơi một game đấu full tiền cho anh em. 60 tiền lên cấp 8 luôn à. Ui giời ơi, nhìn nó đã. Roll nhẹ tầm khoảng level 8 đi xem có gì. Này thì nhà này thì chơi cái gì đây? Không kéo lại xoay sang Freljord với cả là thiên xạ ấy anh em ạ. Mà không, AC. AC này thì tôi thấy là đánh cả đánh giá cái bài mà AP với cả Freljord này anh em này. Ghê gớm đấy chứ. Mấy nhà này xoay bài cũng ác thật. Cái xa. Nice. Một pha di chuyển đến một vị trí an toàn và giúp cho Kai'Sa của chúng ta sử dụng được rất nhiều cái lượng sát thương. Xuất hiện Heimerdinger này, nếu mà lấy được thì mình quá hời luôn. Lậm luôn chứ còn gì nữa. Belved cầm cung gỗ thì cũng hợp lý ở thời điểm này, nhưng mà chúng ta có thể dồn đồ của Kai'Sa sang cho nó. Nhưng mà tôi thấy anh em phải cảm nhận như là con Belved của chúng ta ấy, nó cứ kiểu gì ấy, kiểu lao lên xong nó bị đấm sấp mặt lợn. Công nhận không? Nếu mà chúng ta có dàn tanh đủ cứng thì nên chơi Taric Hammer vào đây. Mình sẽ làm một vài những cái nâng cấp máy bảo vàng cho Heimerdinger nhé. Cái sao bán cái này đi. 148 89 8. Ui. Từ từ đã. Trăm banh này. Cái gì đây? Cái bài Virgo gì đây? Hai gang bảo thạch dành cho Virgo à? Liệu là có ổn? Quần đảo bóng đêm. Virgo này thì nó không phải gọi là 5 tiền như những cái mùa trước đây nữa. Trước đây là Virgo 5 tiền mà nó hút linh hồn đấy. Trời ơi, mùa đấy chơi đã cực. Spam Virgo thì đúng bài. Modun thu nhỏ à. Mình thì chắc là sẽ không mường đến là 5 Piltover nữa. Signal. Ui. 89 máu cơ. Giàu ác thật. Thôi để dành tiền lên cấp 9 anh em mình all in luôn. Sợ gì? Ngại gì vết bẩn đúng không? Ai đây nào? Signal. Nhà này thì chơi phù thủy tối thượng và kết hợp với hư không à. Một dàn tanh cứng để cho những con phù thủy tối thượng sử dụng kỹ năng là hoàn toàn hợp lý. Kiểu triệu hồi mấy con thông đạo hay là sứ giả khe nứt. Nhưng mà nhà này thì chưa có Kai'Sa.
Thế thì toang rồi. Toang nặng rồi. 65 máu, mình đã ngò lên vị trí top 2 rồi. Xuất hiện một nữ chúa Velvet lượm luôn. Nay mình sẽ thay vào vị trí của Rek'Sai thì không được. Cấp 9 rồi. Không khích khí. Module thu nhỏ, tự động sửa chữa. Máy bào tiền. Right, cho vào đây. Ui giời ơi, bây giờ là thế giới của 5 tiền rồi. Vòng 4.7 mình đã lên đến cấp 9 và còn dư 100 tiền. Quá lợi hại phải không nào? Giờ thì chuẩn bị săn siêu phẩm thôi nào. Rai này thì nó sẽ triệu hồi ra một cái ô của những kiểu hiệu ứng của Pitover á. Một cái thú tượng nữa đi. Rai 2. Này mình sẽ thay vào Rek'Sai này. Máy đảo tiền Rise Ari. Thay vào đây luôn. Những trang bị phòng thủ thì mà không, từ 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 từ. Ba máy bảo tiền rồi. Rise. Hay là M2 đi. Aatrox. M2. Không có M2 anh em ạ. À. Bực thực sự. Bán con này đi. M2 là anh em mình có máy bảo vàng 2 sao rồi. Trời ơi. Tôi tính là thay con Swim vào những trang bị phòng thủ cho con khác á, kiểu Sion thì chắc là cứng hơn. Máy bảo tiền ơi, hack tiền đi. Tiền về đi. Tiền về đi. Tiền về, tiền về. Tiền về. Tiền về. Ui không được. Cái xa này nó cay hết mạng rồi. Wow, Sion 2 luôn này. Cassante à. Mẹ vẫn một cái lần ám ảnh với con Cassante 5 tiền 3 sao. Rất là sợ. Nó đập tan 4 con 5 vàng 3 sao nhà mình là anh em đủ hiểu cái lượng sức mạnh của nó như thế nào đấy. Đây, những trang bị mà có cái lượng sát thương vật lý thì mình sẽ nhét cho Aatrox hoặc là Velvet. Cái bài Exodia. Thì hiện tại mình chắc là đủ cơ sở để có thể chơi được rồi. Nhất là chúng ta có nhiều tiền. Thứ hai, có được gọi là level 9 rất sớm. À, mày chiều tôi luôn. Được đấy chứ. Biết chơi điện tử đấy chứ. Máy bảo vàng của tôi ơi. Máy bảo vàng này phải có cùng đao thì nó bảo ghê hơn anh em ạ. Trời ơi, như này bị ai chóc nó băm hết rồi. Ok, cũng được thêm 4 tiền. Belvet và Sion. Ui. Hai Senna luôn. Cassante à. Bán tí hack đi ông. Mình sẽ phải bán thôi anh em ơi, nó tốn chỗ quá. Ồ, cái gì đây? Khả năng cao rồi sẽ là gói trang bị. Đúng là như vậy. Thông đạo ở trong bóng tối kiếm súng stack. Này thì ném cho Rai cũng được. Aatrox, Ahri à. Ahri chưa hai à. Nhà này thì quần đảo bóng đêm với châu phết này. Thôi xong, thôi xong. Belvet à. Belvet nữ chúa 3 sao cũng ghê ấy, nhưng mà Ahri là nhìn là xinh gái. Một trưởng là bay màu hết. Cũng rất là thích cái kỹ năng của Ahri. Nhưng mà phiên đi chợ lần này thì lại xuất hiện Belvet ạ. À. Nhỏ chưa? Mình sẽ lấy Sion đi. Ngũ phù thủy. No no no, đừng có lấy nha. Hay quá. Chúng ta có thêm một Sion nữa, bây giờ là bị cấn rồi đấy. À không, nhưng mà Ahri lên 2 thì phải khác. Với cả mình sẽ bán con Swain mới đi. Đấy. Ui sồi ơi, thiên nhiên này. Đấm ác chưa. Kassate 2 và Belvet 2 sao. Quá đã luôn. 6 Rai. Những trang bị AP à. Heimerdinger hoặc là Ahri. Còn Rai thì cũng được. Này thì ném một cái cổng triệu hồi dịch chuyển đến Pitover.
Chơi thử xem sao. Lắp đồ cho Rai nhá. Đấy. Xem như nào. Úi giời. Kiểu nó thật làm một cái vòng ấy anh em. Nhìn cũng hay phết. Máy bảo vàng ơi, tôi cần tiền lắm. Máy bảo vàng ơi, đúng rồi. Ok, nhà này cầm một béo vét à. Oh, Hemeriger 2, Ari 84. 3 căng bổ thạch Viego à. Hôm nay sắc xem YouTube nhiều quá rồi. Quần đảo bóng đêm à. Những cái con nhân vật chính trong quần đảo bóng đêm thì mình đang nắm giữ 3 con. 3 con Senna như này rồi thì sợ gì. Để vị trí này thì Cassante chúng ta sẽ ôm một con tanh đi trước. Mẹ. Xem Viego nè, 3 găng bảo thạch nè. Trong đấy lại còn có găng bảo thạch xịn nữa cơ. Wow, cũng ghê. Nhưng đây là 5 tiền 2 sao hết rồi. Chọc đến sáng mai nhá Viego nhá. Chọc đến sáng mai luôn. Lượng máu của chúng ta có vẻ dần chênh lệch so với những người chơi khác. Thêm một béo vét nữa. Nhà này một con. Nhà này. Nhà mình thì chắc đã đang cầm nhiều năm vàng nhất trong cái lobby. Chiến thuật lấy vàng đầy người hiện tại vẫn đang khá ổn các bạn ạ. Nâng cấp 4 sao tuyệt. Thành công rồi. Trời ơi, Hammer 4 sao à. Không biết có làm được không. Phải lên được con 5 tiền 3 sao đã rồi tính. Lên được Hammer 3 sao đã rồi tính ấy chứ. 2 Ari trời. 6 Ari rồi. 7 Ari. Anshock Rise. Bán con này đi. Béo bét có một ông cầm cho nên là chúng ta lại không thích nữa. Rồi, bán luôn Velvet này đi. Wow. Hemeringer. Senna cũng đã có 6. Ui, 8 Ari. 6 Hemeringer à. Cassante thì chắc là thôi đi nhở. Oh, shit. Oh, sao mình không lấy cái cuồng đao cho Hemer nhỉ? Quên mất á. Thôi lấy đồ này cũng được, tạm đi. Úi giời ơi. Mạnh quá nhờ. Nhà này cũng level 9 rồi, không phải dạng vừa đâu. Bèo vét à. Mẹ, Hammer. Bán cắt Santé đi nhá anh em nhá. Đang cần tiền. Ui, Ariba. Nice. Cho con Xeon này vào đây. Vậy là chúng ta chỉ cần thêm hai con Senna nữa. À, Chop thì cũng còn hai. Làm cho đồ cho Ari đi. Rèn cái này xem nào. Ui, lại mũ phù thủy à. Căng cực. Ari. Vừa xinh gái là còn vừa mạnh như thế này thì không lên 3 sao hơi phí luôn. Trời đất ơi. Khỏe quá. Bây giờ mình phải lựa chọn ra con nào đây. Cassante này tôi bán rồi. À, Chop cũng còn một con nữa. Bán Senna đi anh em ơi. Ui. Đừng mà. Ê, mưa đi gặp mà. Nói xứ. À, Chop 3 luôn đi. Một con nữa thôi nào. Một con Achok nữa thôi nào. Không có rồi. Trời ơi. Trời. Achok với cả con Sion liệu rằng mình có lên được không ta. Ui giời ơi.
Làm ơn đi chợ có một con nào đấy đi. Có Zion, có Zion. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Nhón. Là cũng chỉ còn một Zion nữa thôi là chúng ta cũng sẽ lên được Zion 3. Nếu như cái cửa hàng lần này xuất hiện Zion với cả Aatrox thì sao? Không có rồi. Vãi cả cứt. Sẽ phải lựa chọn một trong hai. Rise. Ủa, chết rồi. Mình vừa bỏ qua Rise 3 sao anh em ơi. Trời ơi. Nhanh tay hơn cái lão luôn rồi, chứ không là 4 tướng 5 vàng 3 sao. Tiếc chưa. Holy shit. Mí không sao, nhưng đây cũng là một trong những game đấu qua Man Nhạc ăn rồi. Ui rồi ôi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi. Và đừng quên dập nát nút like để có thể ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.